Hỡi các con, cha nay tuổi đã cao, ta muốn truyền ngôi cho một trong các con. Ai tìm ra hoặc làm ra món ăn ngon, trước cúng đến trời tổ tiên, sau dưỡi ta, ta sẽ truyền ngôi cho người đó. Xứng đáng đứng đầu cuộc thi và được truyền ngôi vua.